Xin chào Nghiệp Sula. Xin chào Thành Anh. Chào các bạn nha. Bữa nay bài cũng quan trọng, mình thực hành. Mình thực tập á. Mình thực tập bài quan trở, mà cái bài này hay lắm. Bạn của mình á đã dùng cái mạch này á mà kiếm tiền tỷ á các bạn. Nếu các bạn xem video này mà không thấy được những ý tưởng thì rồi chào Thành Long, chào Bếp, chào Hồ Văn Loan. Để chia sẻ trên Zalo các bạn ơi. Các bạn nào có Zalo đó, với Facebook đó, chia sẻ giúp thầy nha. Thầy ăn mì gói không đó. Chia sẻ qua Zalo. Rồi cái bài này quan trọng nha các bạn. Mình giảng cái bài này. Cái bài này bạn của Long á đã dùng cái mạch điện này mà kiếm tiền tỷ. Đảm bảo các bạn luôn là khi biết cái mạch này, các bạn cũng có những cái ý tưởng để kiếm tiền. Nhưng mà kiếm tiền tỷ thì thời xưa kìa. Thời cách đây khoảng cỡ 10 năm trước á, cái mạch này kiếm tiền tỷ nha các bạn. Bây giờ vẫn còn làm được. Cái mạch đơn giản chỉ một vài linh kiện thôi. Các bạn có thể lắp được một cái mạch này để bán ra thị trường. Đó là một chiếc đèn ngủ cảm quang, mà chỉ bàn linh kiện thôi, chỉ có vài ngàn đồng thôi. Các bạn là học xong bài này rồi, các bạn mua, tự mua cũng có thể gỡ Lâm mua. Hay lắm, cái bài này hay lắm. Và thực hành cho các bạn luôn nha. Để Ô Lâm chia sẻ cái này lên Zalo nè. Các bạn nào mới vào thì bấm like giùm thầy cái nha. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ trên mạng nha. Nhớ nha các bạn. Chia sẻ giờ giúp giúp cô Lâm cái nha. Rồi, ô Lâm chia sẻ rồi đó. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì chào Kim Quân. Thì hôm nay sắm trang bị luôn một cái đèn để các bạn nhìn nè, chuẩn bị cho các bạn hết khi mà đi thi công á, cũng không quên các bạn ha. Đây là đang ngồi tại phòng karaoke luôn. Alo alo đó, chào 78. Rồi chào, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Các bạn mới vào cho Ô Long một like nha, cho thầy Ô Long một like nha. Nè cái mặt này bữa hổm các bạn đang lắp nè, đem theo luôn nè. Bữa nay trên cái mạch này á thì Ô Long sẽ lắp trên cái mạch này luôn nha các bạn, lắp luôn thực hành luôn cho các bạn. Đây là một số linh kiện mà bạn của mình đã kiếm bạc tỷ, có bao nhiêu đây thôi, mà khi lắp cái mạch này ra rồi bỏ ra ngoài thị trường nó bán cả nước luôn các bạn, và thậm chí nhập về Trung Quốc và Trung Quốc chuyển qua lại đây luôn á. Đó, đây là cái mạch mà các bạn gửi mua nè, là gần 100 đơn hàng rồi, thì Ô Long sẽ gửi cho các bạn trong nay mai thôi. À, chào các bạn mới vào nha. Các bạn hãy cho Ô Long một like và chia sẻ trên Facebook và Zalo nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình tiến hành luôn ha các bạn ha. Mình chào nhau rồi. Rồi mình tiến hành luôn ha, để không mất thời gian các bạn. Thì để giải thích sơ sơ các bạn này ha. Thì các bạn nào coi video hôm qua thì cũng đã thấy Ô Long đã vẽ một cái mạch này rồi. Cái mạch này là cái mạch quang trở đèn ngủ. Khi trời sáng thì nó tắt, trời tắt thì nó tối. Ở trời tối, từ tối thì nó sáng, trời sáng thì nó tắt, thì nó tự động luôn ha các bạn ha. Rồi từ cái mạch này các bạn có thể biết được nhiều thứ cái mạch khác và ứng dụng trong các mạch điện khác. Thì Ô Long sẽ làm thực tập, bữa nay là buổi thực tập cho các bạn luôn. Thì hôm qua là các bạn coi video rồi đó, các bạn nào chưa coi thì coi lại. Rồi chào Quỳnh Minh Chi, chào Như Nguyễn, chào Văn Thơ Nguyễn nha. Rồi các bạn cho mình một like đi để cho video được đề xuất, và video này khá là quan trọng với các bạn. À, cho những bạn nào có những cái ý tưởng kiếm tiền thì các bạn lắp một cái mạch này là các bạn bán được luôn nha. Nó đơn giản lắm, nó chỉ có vài trăm đồng bạc là có thể lắp được một cái mạch điện rồi nha các bạn ha. Rồi bây giờ Ô Long bắt đầu vào vào bài luôn nha, hay là đợi đông đủ chút xíu nè. Rồi cô ok, Cường Phạm, Hà Nguyễn, Quỳnh Chi,
Rồi chào tất cả các bạn, sư phụ chào các bạn. Chào Như Nguyễn nha, bán ở đâu anh? À, bạn có thể bỏ ở các tiệm điện bán luôn nha. Tại vì một cái đèn mà đèn ngủ á, thấy không? Một cái đèn ngủ á, thì các bạn có thể bán nhiều nhiều ở trên, các bạn lên Shopee các bạn bán, các bạn lên mạng các bạn bán. Và có thể bán ở đâu cũng được hết. Chào Võ Chí Hướng nha, chào Thành Tống Quân. Thì cái mặt này á, các bạn cũng có thể bán đâu được bán, nhưng mà có 300 đồng là các bạn sáng chế ra, các bạn có thể làm trong ống tre nha, ống tre rồi ống nước, hay là làm nhiều thứ để các bạn làm một chiếc đèn ngủ mà nó tự động nha các bạn, tự động mà các bạn không phải tốn tiền nhiều, các bạn chỉ tốn vài ngàn đồng thôi mà có được một cái mạch điện rồi, và các bạn có thể bán được vài chục ngàn và thậm chí vài trăm ngàn khi các bạn sáng chế ra nhiều thứ. Đây là Ô Long hướng dẫn cho các bạn và chia sẻ cho các bạn cách kiếm tiền. Và cái mạch này á, là Ô Long đã thấy luôn, bạn của mình á, là cách đây 10 năm đã lấy cái mạch này làm và bán ra thị trường rất là ào ạt luôn và kiếm tiền tỷ. Tôi nói thật, đó là những cái bóng đèn ngủ, bóng đèn ngủ bán chỉ có 10.000 đồng một cái thôi, mà trong khi đó là cái vốn bỏ ra cái đèn này chỉ có 3.000 đồng thôi, là thời điểm đó là 7.000 đồng một ngày, bán khoảng cỡ 100.000 cái luôn đó. Thì bây giờ á, thì các bạn sẽ tái tạo từ những ý tưởng này lên, chứ đừng có gặp khuôn nha các bạn. Các bạn có thể chế vô ống tre, hoặc là lấy chai nước, hay là lấy ống nước, hay là làm như thế nào đó. Thì Ô Long có những cái video sáng tạo cho các bạn đó, video lấy ống nước làm đèn trùm, làm đủ thứ cho các bạn, vào cái danh sách trong Tự Hợp Nghề Lập Nghiệp mà xem. Thì có những cái ý tưởng đó, các bạn phát huy lên những ý tưởng khác, chứ đừng có gặp khuôn. Có nghĩa là mình thấy cái này, anh ơi, cái này không có kiếm tiền được, thì các bạn bỏ qua. Nhưng mà đó là cái nền tảng và cái căn bản của các bạn để các bạn kiếm tiền được. Và các bạn là tuổi trẻ có thể là kiếm bạc tỷ chứ không đơn giản đâu. Nếu về thời điểm ngày xưa thì kiếm bạc tỷ, nhưng mà bây giờ thì các bạn có thể kiếm hơn luôn. Các bạn có thể kiếm được nhiều đó. Rồi bây giờ chỉ nè, chỉ em với anh bây giờ đang chỉ cho các bạn đây. Bây giờ vô nha, vô đề nha. Rồi để mình để vô cho các bạn. Rồi cái mạch này là các bạn biết không? Cái mạch này là cái mạch mà bữa hổm mình lắp nè. Thấy không? Đơn giản không? Chỉ có bao nhiêu đây thôi mà chúng ta có thể sáng chế được cái này. Rồi bây giờ á mình tiếp tục mình lắp cái mạch quang trở nha. Đầu tiên á là mình có Ô Long có 4 con diode. Thấy không? 4007 diode bình thường thôi. Rồi bây giờ mình không có bây giờ mình không có, có trả lời các bạn nữa nha. Bây giờ mình sẽ tập trung và làm cái video này cho các bạn. Rồi bây giờ nè, mình có 4 con diod. Con này là con diod nè. Diod thì có một chiều, làm trai quân tử chỉ yêu có một người thôi, bỏ người này thì mình mới yêu người khác. Thì cho dòng điện đi qua đây, qua đây, có nghĩa là diod chỉ có một chiều, đi qua cho điện DC đi qua thôi. Các bạn thấy không? Ôm lại xíu nè, diod qua đây cho điện DC đi qua hết, mà AC đi qua đây thành DC, nhớ chưa? Rồi ngoài ra diode chạy qua dòng điện qua đây này, thì nó sẽ mất tiêu hao ở trên đây, là ví dụ như đây là 12V thì qua đây chỉ còn có 11V, 11.4 thôi, nó cản là 0.6V nha, nhớ chưa? Mình có thể là dùng diode thay con điện trở cũng được, nghĩa là nó cản trở lại được 0.6V. rồi con diode này bây giờ mình lắp như thế nào đây? Cái mạch này á, chúng ta có thể sáng chế ra nhiều cái, làm trong ống tre rồi ống nghiệm, hay là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể đặt khuôn làm và bán ra hàng loạt trên thị trường, thì chúng ta có thể kiếm còn hơn thế nữa. À, kiếm bạc trăm triệu, bạc chục triệu là chuyện bình thường. Rồi ok nè. Có nhiều người hỏi tại sao thầy không làm, thầy biết thầy không làm. Thì thầy làm theo cái kiểu khác, đúng không? Thầy làm theo cái kiểu khác thầy cũng kiếm tiền được. Nhưng mà đây là cái cơ bản nền tảng nhất. Nền tảng nhất để chúng ta làm. Đây diode nha. Rồi bốn đầu nó mình quay đầu nguyên ngược lại ha. Bây giờ mình sẽ lắp một cái cầu diode để khi điện AC từ đây qua đây là nó ra 220, ở 220 AC ra đây là DC ra 315V. Rồi bây giờ nha, cái mạch đa năng này nè, giảng lại cho các bạn xem nè. Cái mạch đa năng này ở đây nó có một cái lỗ nè, cái lỗ này thấy không? Ở đây nó có một cái lỗ, thì đây từ đây đến đây nó thông mạch với nhau, và nó không có thông mạch bên đây, nghĩa là nó cắt đường đây. Thì mình vừa lợi dụng đây, mình cắm đây một cái thì bên đây nó chung với nhau,
Rồi các bạn nhắm nha. Đó, chiếu gần cho các bạn xem ha. Bây giờ con diode đầu tiên thì cái cầu diode á là nó gì nè. Hai cái đầu trừ của này thành đầu cộng. Rồi, thằng này cũng vậy, hai cái đầu trừ này nó thành đầu. Hai cái đầu cộng nó thành đầu trừ. Đó, cái cầu diode nó là như vậy nè nha các bạn. Thấy chưa? Cầu diode như vậy nè, điện 220 là vào đây nè. Bên đây nè. Rồi điện ra là hai cái đầu này là trừ. Rồi, bắt đầu mình lắp nha. Mình bẻ. À dạ, rồi rớt rồi lủng. Rồi nha. À, mình bắt đầu mình bẻ con diode xuống. Mình lắp theo cái kiểu dễ lắp nhất cho các bạn nha. Rồi, đây nè, lắp xuống. Rồi, lắp đi ha. Cho sát luôn đi ha. Cọc cao xíu đi. Một con. Con thứ hai. Con thứ hai là đây. Hai con. Các bạn thấy không? Đầu trừ, đầu cộng và đầu trừ. Tiếp tục. Đầu cộng qua đầu trừ. Chưa? Rồi tiếp tục. Rồi, nó trở thành một cái cầu, cầu diode. Rồi nè các bạn thấy nè, đầu cộng, đầu trừ, đầu cộng, đầu trừ, đầu cộng, đầu trừ. Coi kiểm tra có sai không nè. Sai sai rồi. Gắm lại. Rồi. Đầu cộng đầu trừ, đầu cộng đầu trừ. Bên đây cũng vậy, đầu cộng đầu trừ, đầu cộng đầu trừ. Thì hai cái đầu trừ này nè trở thành đầu đầu cộng và hai cái đầu cộng này, hai cái đầu cộng này nè trở thành đầu trừ và điện 220 cấp vào đây. Điện 220 cấp vào đây nha. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình hàn nha các bạn. Thì mình chưa hàn đi. Từ từ hàn đi. Rồi đây là cái con tụ nè. Hôm qua đó các bạn nào chưa xem thì xem lại nha. Tụ là 250V. Đó. 100NK. Tụ này gọi là tụ kẹo đó. Rồi đó, cái này á, cái tụ này á thì mình lắp vào đâu các bạn biết không? Đường điện 220. Đây nè. Điện 22 vào nè, qua cái tụ, qua điện trở 1 mê, qua cái cầu diode và con điện trở 4,7 ohm. Rồi nè nha. Rồi đây là cái tụ nè. Bấm cái tụ đây đi. Đó, cái tụ đây ha. Cái tụ đây, điện 22 vào đây. Qua cái tụ. Rồi, qua cầu diode. Rồi, bên hàng để hơi nó bị dốc, bị chốc ra đó.
cái mạch này thôi mà bạn của mình á 10 năm trước á một ngày á, kiếm mười mấy 20 triệu, mười mấy 20 triệu các bạn, bán trong vòng một năm luôn, một ngày lời á, bán lời á, chỉ vậy thôi à. Rồi rồi các bạn thấy không, rất đơn giản đúng không, các bạn nhìn rõ không nè, điện 220 vào cái tụ qua cầu diode nhá. Còn điện 220 là đây ra một sợi dây nữa nha, giờ mình cấp điện 220 vào nha, mình dùng cái chui đây, cái chui đó, cái chui này điện gì á. Rồi bây giờ mình cấp điện 22 vào một cháu mình hẹn đây. Rồi đầu bên kia còn lại là cái gì nè, con điện trở nè, con điện trở nè, ha, và thấy chưa, 4,7, mình kiếm con điện trở 4 47 ôm, 4,47 ôm nhé, 470 ôm, mình ghi lộn nha các bạn. Đây trời ơi đâu rồi, à vàng, coi coi điện trở này bao nhiêu nè, vàng, đen, tím, à 470 ôm phải không, nâu hay gì đây nè, để mình lấy đồng hồ đo đi, con này là con để cản lại các bạn, con này con 470 ôm nha các bạn, nhìn kỹ lại nha các bạn ha, nhìn kỹ lại, vàng, đen, tím và nâu. Đen chứ. Các bạn đợi chút để lấy đèn gọi cái. Rồi bây giờ nè, mình hàng con điện trở vô đây, rồi điện 220 nha.
Rồi bình hàng vô đây. Điện 22 bình hàng đây. Cái tay chóc hết trơn luôn nè. Rồi, tùy theo cái con điện trở này á, tùy theo mình mắc cái tải bao nhiêu. Nếu các bạn mắc cái tải á nhiều, nhiều led thì các bạn á hạ cái con này xuống. Ví dụ như 470 ôm thì các bạn hạ xuống bớt còn khoảng 220 ôm gì đó. Đó thì bây giờ các bạn tùy theo ra tải nhiều hay ít. Bây giờ á mình lấy điện ra là chỗ này và chỗ này. Cái chỗ này á là điện cộng, chỗ này là điện trừ. Rồi bây giờ mình cắm điện nè. Mình cắm điện vô cái chui điện này ha. Mình cắm điện vô thì mình đo được cái điện áp từ đây. Ở đây là có bao nhiêu volt ha. Mà thôi bỏ qua công đoạn này đi nha các bạn ha. Nếu mình đo nữa là mất thời gian lắm. Bây giờ mình lắp luôn cái mặt luôn nha các bạn. Rồi dùng mình dùng mỗi con tăng sito. Các bạn thấy con tăng sito chưa? Mình đọc cho cái mã số cho các bạn luôn ha. 1815. 1815. Tiếp đó mình dùng cái con quang trở. Đâu? Nó có hai chân. Rồi mình dùng con tăng si to nha các bạn. Đây. Cắm đại nó ngoài đây đây ha. Rồi, mình hàng vô luôn. Gì cho dễ thấy nè. Đó. Các bạn thấy không? Hàng ba chân luôn nha. Rồi. Thì cái chỗ cộng này nè. Mình sẽ qua một con quang trở và đi vào cực B của con tăng si to. Đây con quang trở đây. Đi vào cực B của con tăng si to. B là con này nè, cực B là cái này nè nha các bạn ha, bìa đó. Rồi B nè. Vào. Vào đây nha. Rồi các bạn nhìn thấy rõ không nè. Đó chưa? Chút xíu mình sẽ giải thích lại cho các bạn xem nha. Bây giờ mình tập trung mình lắp cái cho các bạn xem đây. Rồi tiếp đó.
mình lấy cái mạch này ra là của một cái đèn mạnh bạn mình làm á, kiếm kiếm bạc tỷ đó. Đây một con điện trở là 1 mê, điện trở 1 mê này hàng á từ cái tụ ngang song song với cái tụ này nè, để cho nó xả điện á. Đó, cho nó xả điện nha. Để hôm các bạn đụng vô cái tụ này nó sẽ giật, các bạn giật tăng cái. Các bạn làm mấy cái mạch bóng đèn cũng gì đó, gắn điện trở 1 mê vô để nó xả điện ra. Đó, 1 mê đó, thấy không? Rồi, tiếp tục. Bóng đèn led đâu rồi ta? Và đã giúp nha. Các bạn lấy 3 cái bóng led. Mỗi bóng đó là 3 bon. 3 bon. Thì cái này là cái con led á, cái bảng nhỏ đó là cộng, cái bảng lớn là trừ. Rồi tiếp tục các bạn nói tiếp. Cộng trừ cộng trừ thì ra đây là cộng 9 V. Thấy chưa? 9 V. Rồi. Cộng trừ cộng trừ. Thì bây giờ á mình lấy cái này nè. Cái cộng này nè. Mình hàng ngay chỗ cái cộng này nè các bạn thấy không? Cộng này nè. Đó. Này vô. Rồi. Cái phần này á, ví dụ như các bạn đấu nhiều led thì các bạn giảm một điện trở ít thôi. Nếu mà đấu ít led thì các bạn sẽ giảm điện trở nhiều lên. Thì ở đây mình đấu 3 con thì mình giảm điện trở khoảng cỡ 330 ohm thôi ha. Là từ con điện trở 330 ohm này nè. Nó mắc vô đây. Và ở đây mắc gì mát. Mát ở đâu? Mát là trên này nè các bạn. Này này nha. Bây giờ mình sẽ câu con cộng dây ra. Mát nó nằm ở đây, nó hơi kẹt. Nó hơi kẹt đường đi. Dạ, bây giờ mình câu cộng dây ra. Câu nó ra. Muốn cho đi đâu cũng được hết. Mình muốn đi đâu cũng được hết. À, mình muốn ra ngoài đây cũng được này ha. Bảo mình muốn đi đâu cũng được hết. Thì bây giờ á, các bạn mà muốn cho nó đi đâu thì đi. Nhớ chưa? Để cho nó tiện. Giờ mình cho vô cực C của con tăng sito này luôn này ha. Cho sang cực T của tăng sito này luôn để mình khỏi đấu nữa. Ủa lộn cực ơ, ơ con tăng sito. Đó. Các bạn thấy đúng hay là sai, các bạn nào nói đúng hay là sai? Thử các bạn thử coi đang sai đó mà sai cái gì đó để các bạn có xem được.
Rồi, cái này nè. Cái này á sai đó, là mình đấu cái này. Không đúng ha. Mình có thể đấu ở đây cũng được này nha các bạn. Đó. Bây giờ á hãy đấu sai cái này thử coi các bạn xem coi nó chạy như thế nào. Rồi vô đây một cái nè. Con 330 ohm về mát. Đây. Gắn nó ngoài bìa chỗ nào cũng được ha. Rồi. Vậy là đúng hay sai nè? Đúng hay sai, đố các bạn đó. Sai nha. Sai hay đúng? Cái đường đi nó hơi căng quá. Ok hả? Đúng hả? Rồi để cắm điện cho coi nè, đúng không? Nổ cái bùm nè. Tại vì cái con tay to này nó cực xê, nó làm gì mà mất tiêu rồi, đúng không? À cắm điện không, giờ cắm điện luôn cho các bạn nè, nó nổ là các bạn, cái này sai rồi nha các bạn. Tại vì á cái cực xê này nè, là phải qua cái con này nè, thấy không? Rồi cực xê này á phải qua cái này nè, cái cọng nè, nó mới là đúng. Rồi cắm điện nha. Nè cắm điện nha. Rồi đó, cắm điện rồi đó. Đèn không sáng. Rồi đó, cắm điện rồi đó, đèn không sáng. Được chưa? Bây giờ nó mình câu thử một cái cọng dây qua nữa nha. Các bạn thấy sáng không? Tôi tắt hết đèn rồi nó sáng lên đâu? Mở đèn lên nè. Mở đèn lên thì lại tắt. Các bạn thấy chưa? Bây giờ để đây nha. Bây giờ đang còn ánh sáng.
Mình lấy này mình che này lại nha các bạn. Các bạn thấy đèn nó sáng lên chưa? Sáng lên chưa? Ánh sáng che càng nhiều thì đèn sáng càng ít. Thấy chưa? Mình lấy tay ra cái. Khi mà nhà của chúng ta tắt đèn để đi ngủ, hết tắt đèn thì đèn nó lại sáng lên. Bây giờ mình lấy mình tắt đèn hết luôn nha các bạn. Rồi, các bạn thấy sao nè? Các bạn thấy nó sáng không? Sáng chói lòa luôn đúng không? Thì các bạn cho một like được không? Các bạn cho một like được không anh à? Như vậy thì vài cái đoạn linh kiện thôi và các bạn có thể thắp sáng được rất nhiều cái bóng đèn như thế này. Mình chế vô trên cái ống tre, cái ống trúc và tất cả những cái đồ gì đó mình tạo nên. Mình tạo nên nó được hình hài của nó. Ví dụ như các bạn lấy ống tre, các bạn lấy CNC bằng bằng cái máy khoan rồi để cái đèn này vô trong để cho nó sáng ra được không các bạn à? Các bạn có thể để cái đèn này bằng cái đèn 7 màu, nó chớp, nó tắt. Và các bạn có thể làm nhiều thứ ở trên ba con led này, hoặc là các bạn làm hàng trăm con led này đều được hết nha. Đây rất sáng. Rồi khi tôi tắt đèn, tôi mở đèn lên thì sao nè? Các bạn nào biết tắt đèn rồi mở đèn lên thì nó có sáng không nè? Vậy thì các bạn cho một like được không? Và các bạn chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Đây là những cái mạch điện đơn giản thôi mà chúng ta có thể kiếm tiền được rất là nhiều tiền từ những việc thiết kế đơn giản thôi. Cho hai like luôn là trở thành không có cho luôn đó. Như vậy thì tôi nói không có ngoa đâu các bạn. Tôi nói không có điêu đâu. Và tôi nói không có nói láo, nó sợ các bạn đâu. Cái mạch này á, bạn của tôi cách đây 10 năm họ kiếm bạc tỷ, một ngày lời mười mấy triệu, mười mấy triệu đó. Làm những cái mạch này nè, họ làm một cái khuôn nhỏ xíu thôi ha, hình trái tim à, hình trái tim thì các bạn cho trái tim đi, rồi hình cái bong bóng, hình con nít, hình hình cầu, hình con gấu, nói chung là cái khuyên hoạt hình nào ra họ cũng làm được hết á các bạn. Khuyên hoạt hình ra Kitty, gấu panda, dịch Donald hay là gì đó, các bạn làm cái mạch này bỏ chứ có mấy trăm đồng thôi, và làm mấy cái khuôn thì các bạn bán được không? Quá được luôn. Hay là các bạn ở vùng sen á, các bạn làm một cái hoa sen rồi đưa lên cái này lên được không? Được. Rồi hay là các bạn để cái này các bạn thả, thả trôi nổi ở trên hồ, mặt hồ để các bạn bán được không? Được. Và các bạn có thể chế tác rất là nhiều thứ để các bạn kiếm tiền. Như vậy thì Âu Long cho các bạn một cái ý tưởng để các bạn đi kiếm tiền được luôn. Và các chú, các bác mà lớn tuổi thì các bác, các chú cũng có thể chế cháo cho gia đình của mình được không? Được luôn. Như vậy thì có bao nhiêu con linh kiện nè. Vậy các bạn có muốn lắp cái sơ đồ này không à? Nếu các bạn muốn lắp sơ đồ này thì hãy comment ở bên dưới sau cái video livestream này. À, và Âu Long sẽ có thể là mua vài bộ để tặng kèm các bạn, cho các bạn lắp ở nhà chơi được không? Thay vì được không các bạn? Còn các bạn là muốn mua mà số lượng nhiều, khoảng 100 bộ, 50 bộ á, cũng không có nhiêu tiền hết á. Mua càng nhiều thì lại càng rẻ. Thì Âu Long mua giúp, Âu Long mua giùm cho các bạn ha. Rồi, thì các bạn thấy nè, các bạn nào vô muộn thì các bạn có thể xem lại. Rồi, ok, bây giờ Âu Long sẽ tắt, mở đèn lên lại nha. Mở đèn lên lại thì nó sao các bạn? Nó tắt rồi. Chưa tắt tại vì dán cái miếng này dưới đây nè, mở nó ra mới được. Rồi, mở ra tắt nha. Che lại nè, sáng nè. Che lại. Che lại sáng, mở ra tắt. Rồi, ok chưa?
Rồi. Ô Long rút điện ra luôn nha. Chúng ta có thể thay cái này bằng rất là nhiều led. Và chúng ta có thể thay đổi những cái giá trị trên này. Thấy không? Bây giờ nè, giải thích lại các bạn xem nè. Điện 220 từ cái chủ điện này nè, đi chạy nè vào trong đây. Qua cái tụ 1 giây á là đi thẳng vào cầu, đi qua con điện trở. 470 ohm. 1 giây á là đi qua cái cầu gì? Ở đi qua cái tụ để cản dòng điện lại ha các bạn ha. Cản dòng điện lại, cái tụ này để cản dòng điện, giống như tụ 105 mà video trước á là chỉ một con tụ sửa hàng trăm hàng ngàn cái bóng đèn được ha, sửa tất cả mọi thứ bằng cái tụ này. Chỉ thay đổi cái số bi thôi. Thì nó sẽ hạ cái dòng xuống. Thì tại vì cái tụ này nó nhỏ nên nó lắp được 3 con led. Còn tụ này nó lớn thì có thể lắp một bóng đèn 1m2. Thấy không? Rồi có thể bỏ cái tụ này luôn, có thể bạn có thể lắp là hàng trăm hàng ngàn con led như thế này. Rồi cái con này đó là cái con để xả điện từ cái tụ này ra. Khi chúng ta rút điện rồi chúng ta chạm vào đây là nó không có giật. Ui da, không có giật ha. Đó, nếu không thì chúng ta sẽ bị ui da. Rồi đi vô cái cầu diode. Cầu diode. Đây cái cầu diode nè, này là nắng toàn kỳ nha. Rồi, từ cái ngõ ra của cầu diode là điện này nè, sẽ qua những cái bóng đèn và trở về trở về gì? Trở về mát transistor. Thì cái con quang trở này nè, nó sẽ đấu vào cực B của quang transistor. Khi cực B của quang transistor hoạt động thì từ cực C là chỗ này nè, nó sẽ kéo về mát, điện về mát hết. Được chưa? Đây cũng là một cái cách đấu đúng chứ không phải là sai. Nãy tôi nói sai là để cho các bạn ấy thôi. Nhưng chúng ta có thể là lắp cái đèn này từ cực C, và khi cái quang trở này sáng tắt có nghĩa là tối lên thì điện á từ đây nó sẽ chạy qua đây và làm con tăng transistor này mở lên. Mở lên thì dòng từ C là C này là nó chạy xuống mát thì nó sáng cái này lên. Và khi ánh sáng chiếu vào thì ở đây là điện trở nó rất là tăng cao. Cực B này không có hoạt động thì con này không hoạt động. Như vậy thì cái mạch này đơn giản không các bạn? Quá trời đơn giản luôn. Điện 220 nè. Wow. Một giây nữa của điện 220 vào đây để cản bớt dòng điện. Thì chúng ta có thể bỏ này luôn cũng được nữa, không sao hết. Và có thể tăng điện trở này lên. Như vậy thì những video trước mà khi hướng dẫn cho các bạn á mà để chế cháo, để biến cục pin từ 1,5V đến 3V trở thành 220 thì các bạn á gặp khuôn, các bạn làm á thì cũng không đúng. Tại vì có nhiều cái tăng phô á, cái trở kháng nó khác nhau thì các bạn không có thể nào là làm đúng theo gặp khuôn được. Các bạn có thể cân chỉnh lại con điện trở để kích vô cực B. Con điện trở kích vô cực B này nè, các bạn phải thay đổi nó tăng cao lên tí xíu. Thấy không? Giống như con quang trở này nè, khi mà ánh sáng nó hơi nhẹ thì có lẽ là nó dẫn nhẹ cái bóng đèn này, nó sáng mờ mờ. Rồi, như vậy thì các bạn có hiểu được cái vấn đề này không nè? Bạn nào hiểu được cho trái tim coi. Các bạn mới vô cho một ô Long một like được không? Tại vì cái bài giảng này nó quá hay đi. Nó có thể kiếm tiền được cho các bạn và có thể chế cháo được các bạn, làm được rất là nhiều điều trên cái mạch điện này. Và Âu Long dành một cái thời gian rất là cực kỳ ít và hiếm hoi. Tại vì Âu Long đang làm việc thi công ở trong công trường mà dành thời gian để hướng dẫn cho các bạn thì các bạn phải thuộc, phải làm được. Âu Long mới vui. Âu Long mới vui ha. Thầy Âu Long là thầy mò mới vui. Như vậy thì tổng hết cái bộ mạch này á, nếu các bạn mua sỉ rất là rẻ, chỉ có mấy chục đồng con này hay không? Có nhiêu đâu. Và các bạn có thể chế cháo và làm được những điều mà chúng ta có thể làm được. Như vậy thì Âu Long bỏ thời gian đây hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn phải thuộc nha. Phải thuộc. Còn nếu các bạn không thuộc thì Âu Long rất là buồn. Rất là buồn. Rồi.
Thì các bạn mới vào, các bạn cho Ô Long một like để ủng hộ tinh thần cũng như thúc đẩy thầy mò thầy Ô Long nha. Cái gì cũng mò hết á, mà mình mò á là mình mới bắt được nhiều thứ nha các bạn ha. Nè, tay chân của thầy nè. Như vậy đó. Lột keo, lột đồ này kia nó te tua hết rồi ha. Ăn toàn là ăn mì không à. Đó. Mà giảng cho các bạn vậy đó mà các bạn không thuộc nữa thôi á, ô buồn buồn lắm á nha. Rồi bây giờ cái mạch này là các bạn cũng đã đặt mua gần 100 mạch rồi. Thì bây giờ Ô Long cũng đã mua sỉ với giá sỉ thì cũng rẻ rẻ cho các bạn. Thấy không? Free ship cho các bạn luôn. Là mỗi bạn nào mà mua hai cái mạch này là chỉ giá có 95 ngàn thôi, bao ship các bạn luôn ha, ship cũng ba mấy ngàn rồi, có nơi cũng 40 nữa. Nó tùy tùy cái nơi nhưng mà Ô Long sẽ sa cạ cho các bạn nào mua thì đặt thêm để cho Ô Long có có cái số lượng để Ô Long gửi cho các bạn. Cái này á, thật sự luôn không có lời lớn gì như hết các bạn ha, không có lời lớn gì hết á, chỉ giúp cho các bạn để làm các làm thôi. Tại vì mình mua số lượng ít vậy, các bạn mua trên Lazada đồ á, nhiều khi cái con nó đi dởm nó điểu á, các bạn về thử chết rồi kiện cáo ai, đúng không? Ở đây là con xịn hết nha các bạn, con 47 41700 là con xịn nha. Rồi rồi các bạn được được tặng cái bo này nữa này ha, nghĩa là một bộ combo gồm có hai bộ như thế này, hai bộ như thế này, và được tặng nguyên một cái miếng này luôn để các bạn làm này không. Ô Long làm được hai mặt rồi nè, mà vẫn còn dư này không. Rồi như vậy thì ở dưới này, ở dưới này nó chạm từ lưa hết trơn ha, mà may là nó không chạm với nhau. Rồi mình sẽ cắt cái này nha. Rồi rồi như vậy thì cái miếng này có bạn nào thích cái miếng này không nè, cái bạn nào thích miếng này không nè, thích cái miếng này không? Thầy Ô Long đang thí nghiệm mấy cái miếng này nè, các bạn có thích miếng này không? Đấu giá nha, đấu giá được không? Bạn nào trả cái miếng này bao nhiêu mình sẽ gửi cho các bạn nè, được không? Đấu giá chơi được không? Và cái miếng đấu giá này để còn 3 miếng, ba cái thí nghiệm nữa, ba bốn thí nghiệm nữa thì thầy sẽ đấu giá cái miếng này, ai mua cao nhất thì thầy bán. Và bán cái này á, thầy làm một cái quỹ, tại vì thầy hay thích trẻ em này kia nọ, là mẹ khuyết tật rồi này kia đó, thì thường á, là thầy hay bán máu để dành tiền lại á, không phải bán máu cho máu đó, nhưng mà người ta đưa tiền mình coi giống như bán máu vậy đó. Đó thì Ô Long có cái quỹ đó đó. Là vài trăm ngàn gì thôi, nhưng mà lâu lâu cái mình có thể giúp đỡ được người này người kia, thấy không? Thì các bạn mà đấu giá cái này ai mà trả nhiều thì Ô Long sẽ bán cho các bạn ha. Bạn nào giả trả 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 tiền nhiều thì bán, thì cái đó để dành giúp cho trẻ em thôi. Thì Ô Long rất là thích trẻ em ha. Rồi như vậy thì video của đến đây là kết thúc. Nếu kết thúc thì các bạn có muốn gặp Ô Long hát một bài chơi cho vui không nè? Còn hay bấm kết thúc luôn. Rồi cái mạch này nha các bạn, cho các bạn coi là cái mạch nha. Mạch điện hôm qua mình ấy đó, mình học đó. Đây thấy chưa. Rồi các bạn nào có muốn Long hát cho hát bạn cho vui nè. Rồi cũng bây giờ là Ô Long sẽ đi xuống đi xuống nhà xem các anh em làm như thế nào, đúng không? Phải dành chút thời gian để gặp gỡ anh em gì chút xíu gì đó, rồi phải đi liền. Đi rồi. Giờ các bạn nào chưa có cho like thì cho like thầy nha. Bây giờ thầy đi xuống dưới coi công trình coi sao đây. Mấy anh em đang làm dưới còn tăng ca dưới, bữa nay tăng ca chưa nghỉ nữa nè.
giờ để phát wifi, chứ nếu không á, nếu không là bị ấy à, bị mất, đi xuống dưới là nó mất liền à. Rồi Long đi xuống nha, các bạn nào có hỏi gì không nè. Giá khởi điểm hả? Giá khởi điểm của cái bo đó là 100.000. Giá khởi điểm của cái bo đó là 100.000 nha các bạn. Rồi đi xuống coi mấy phòng karaoke của Ô Long. Rồi nghe, mình đi xuống nha. Bây giờ là có cần coi những cái phòng của Ô Long làm chưa nha. Bây giờ cho các bạn xem cái phòng của Ô Long làm đã xong rồi này nha. Đây, một phòng. Đây, một phòng. Xong rồi các bạn. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đây là karaoke của Ô Long làm rồi, xong rồi nha các bạn. Là có thể bay được đây ha. Bạn nào muốn bay bay là cho sụp nè. Rồi, tắt nha. Nhiều lắm. Đây. Bây giờ mình đi xuống dưới lầu dưới coi các anh em làm nha. Coi các anh em làm. Đẹp phải đẹp mới chứ. Trời ơi, thầy mò mà làm mà không đẹp sao được. Hai trăm ca lần thứ hai. Đây xong rồi đó. Thấy anh em, mấy anh em làm chưa? Phòng phải đẹp mới được chứ. Thôi nghỉ Hữu ơi, mày làm tiếp chứ. Hả? Ủa để này công. Nghĩ. Giờ các bạn vào cho một like đi, cho một like đi. Trời ơi, like thầy, share, chia sẻ thầy. Chia sẻ thầy đi. Trời ơi, đẹp đẹp trai vô đó. Thôi đừng đưa lên. Đó. Đưa lên, lỡ đưa rồi sao? Thấy không? Thầy toàn đẹp trai không, thấy không? Đó. Trời ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhiều lắm các bạn, nhiều lắm á. Đây là chuẩn bị đây nữa. Ủa cái này không có led hả ta? Xuống đây bị bản quyền á, bị nhà bản quyền. Báo hả? Rồi, ok thôi chạy lên nha các bạn ơi. Ở đây nhà có bản quyền lắm, dính bản quyền. Đương nhiên ai cũng có thể học được mà. Theo thầy đi, xách ba lô tay nãy đi theo thầy. Theo thầy kiếm ăn nha. Đây. Đó, phòng thầy làm nha. Thầy Ô Long là không có nói được là làm được chứ không phải làm không được đâu. Và những gì Ô Long hướng dẫn cho các bạn thì cố gắng mà học để còn hữu dụng nữa, sau này Ô Long sẽ truyền đạt rất là nhiều thứ cho các bạn. Nha các bạn ha. Mệt quá. Chém gió là chém gió cỡ đó luôn đó. Đẹp quá luôn. Dạ.
Rồi, Ô Long xin chào và hẹn lại các bạn video sau nha. Trước khi dứt lời, mình Ô Long sẽ hát một bản tặng cho các bạn nha. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ước ao em tôi, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phai pha và thương nhớ, thăm đôi môi tình nhỏ gợi nhớ tuổi học trò. Ân tình thời xưa ấy về đâu buồn chung lối, mưa lúc nửa đêm. Phải có karaoke là phải có cái gì bia rồi này kia ha, rồi có em ngồi rót bia rồi nó mới vui, hát nó mới chuẩn được. Hai trăm hai, trời ơi, Doraemon nãy giờ mình chơi điện 220 mà 12V phải qua cục biến điện nữa nha. Bạn nào trả cái bo mạch 200k đó, Thường Vũ hả? Ok bạn luôn ha. Chưa, từ đây tới từ đây tới ngày mốt, nếu bạn nào mà trả hơn thì mình sẽ bán đấu giá. Dạ, ai có thể học được. Muốn làm một phòng karaoke, các bạn phải có đầu hội đủ những yếu tố sau đây. Thứ nhất, các bạn phải biết thiết kế 3D. Không, 3D là các bạn thiết kế phần mềm 3D, các bạn học 3D gì đó không cần biết, nhưng mà các bạn biết kế 3D để lên những cái mô hình như thế này, nghiêng ngả rồi nè. Hoặc là tệ lắm thì các bạn cũng phải thiết kế là gì, Corel, sau đó thì các bạn mới làm được. Rồi các bạn phải học đèn led kết hợp với led nháy theo nhạc, rồi kết hợp với những cái cơ khí, như chẳng hạn như là các bạn phải biết hàn. Trong phòng karaoke thì phải hàn khung sắt ít lắm, nhưng mà các bạn biết thợ mộc á, phải biết làm mộc để làm những cái thùng gỗ nè, dựng nên mô hình đó. Nhiều cái yếu tố rồi các bạn mới làm được phòng karaoke. Thì Ô Long là nắm hết tất cả các khâu luôn. Ô Long vừa thiết kế, vừa biết đèn led, vừa biết thi công này kia nọ là Ô Long làm được hết. Nên Ô Long nhận xong rồi thì Ô Long mới giao lại việc cho thợ này, là thợ chuyên về đóng nè, thợ này là phụ về đèn led nè, thợ này làm kia đó. Thì Ô Long coi được công việc đó. Nếu các bạn làm cả phòng karaoke thì phải làm được những điều đó. Nó nằm đủ hết trơn á. Nếu một thợ quảng cáo thì có thể làm được phòng karaoke được hay không? Nó gần được thôi chứ chưa được hết. Tại vì làm phòng karaoke nó đòi hỏi kết hợp nhiều thứ lắm. Vậy ha. Vậy thì Vũ Nguyên 240k hả? Vũ Nguyên 240k. Rồi, để Âu Long Solar là 10.000k kìa. 10.000k là nhiêu ạ? 240k là 240.000, 10.000k là 1 triệu á. Ghê vậy. Có một người trả 1 triệu rồi đó nha các bạn. Có người trả cái bo này 1 triệu rồi nè. Còn 4 cái nữa, để thầy là thí nghiệm 4 cái nữa rồi mua luôn. Chào thầy, em muốn hỏi bếp từ. Bếp từ á, lỗi á, E6 hả, là có nóng không, bị lỗi rồi, đâu có nóng đúng không? E6 thường thường á, nó lỗi về công suất rồi, lỗi công suất á, lỗi con IGBT á, nó chưa có kích xung con IGBT ra thì nó sẽ không hoạt động được, nó báo lỗi.
Rồi, bye bye các bạn nha. Chào đây. Các bạn nào chưa cho like cho Ô Long like một like để ủng hộ tinh thần và khích lệ.